Trường học 4.0 do VTV Cap sản xuất. Được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cap 7 và VTV Cap 22. Trên các ứng dụng On, Onni, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTV Cap. Hãy đến với những giờ học online tương tác đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu, trường học 4.0 ngay thôi nào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình On Edu, trường học 4.0. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cap 7 và VTV Cap 22. Mình là Huyền Trang, người sẽ cùng đồng hành và là trợ giảng cho cô giáo của chúng ta ngày hôm nay, cô Nguyễn Ngọc Quỳnh. Xin chào các em, cô là Nguyễn Ngọc Quỳnh, là giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Đống Đa. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề gì ạ cô? Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về chủ đề địa lý dân cư Việt Nam. Các bạn nhớ nhé, trong quá trình học chúng ta có những thắc mắc hay những câu hỏi nào thì hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTV Cap, trên fanpage của Schoolbird và trên fanpage của OnEdu nhé. Còn ngay bây giờ thì em sẽ mời cô và các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học luôn thôi ạ. Các em thân mến, ở những buổi học trước, các em đã tìm hiểu về địa lý tự nhiên Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề mới, đó là chủ đề về địa lý tự dân cư Việt Nam. Và trong chủ đề về địa lý dân cư Việt Nam này có 3 nội dung chính chúng ta cần tìm hiểu. Nội dung thứ nhất, đó là đặc điểm dân số và phân bố dân cư. Đặc điểm thứ hai là lao động và việc làm. Đặc điểm thứ ba, đô thị hóa. Thì bài hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thứ nhất, đó là đặc điểm dân số và phân bố dân cư, nội dung đầu tiên. Vậy thì trong nội dung đặc điểm dân số và phân bố dân cư này, chúng ta cần tìm hiểu những vấn đề gì? Có 4 vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu. Đó, thứ nhất là đông dân, có nhiều thành phần dân tộc. Thứ hai, dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số thay đổi. Thứ ba, phân bố dân cư chưa hợp lý. Thứ tư, chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta. Sau đây, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu một lớn, một nhỏ, đông dân, nhiều thành phần dân tộc. Thứ nhất là số dân. Vậy thì để chứng minh nước ta có một dân số đông thì các em có thể quan sát bảng số liệu bên đây để có thể so sánh số dân của nước ta đối với các nước trên thế giới để biết được là dân số của nước ta đứng thứ bao nhiêu và có dân số đông như thế nào. Thì đây là bảng số liệu một số nước có dân số đông trên thế giới. Số liệu năm 2014 thì nước ta đứng thứ 14 thế giới và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines. Đây là số liệu năm 2014 và cô đã cập nhật cái số liệu mới là năm 2019 thì dân số nước ta đã là 96,2 triệu người và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 thế giới. Vậy thì dân số đông đem đến cho chúng ta những cái thuận lợi gì? Mặt thuận lợi, thứ nhất, dân số đông chính là cái nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước, lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn. Vậy bên cạnh những mặt thuận lợi thì dân số đông đem đến cho chúng ta những khó khăn gì? Về mặt khó khăn thì dân số đông là một trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần B, nhiều thành phần dân tộc. Trên đây là hình ảnh về dân tộc Việt Nam và cơ cấu dân tộc nước ta năm 2009. Ở trên hình ảnh các em có thể thấy đây chính là 54 dân tộc Việt Nam, 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó thì dân tộc Việt hay là dân tộc Kinh chiếm tỷ trọng lớn nhất là 86,2%. Còn lại là các dân tộc ít người chiếm 13,8%. Ngoài ra có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Chúng ta thấy rằng những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài này hiện nay đang có hướng về Tổ quốc để xây dựng đất nước, đang có những đóng góp để sẽ phát triển đất nước Việt Nam. Vậy thì đối với nước ta có nhiều thành phần dân tộc như vậy, điều đó ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế, xã hội? Ảnh hưởng thì bao giờ cũng có hai mặt, đó là mặt thuận lợi và mặt khó khăn. Thì chúng ta sẽ thấy là về mặt thuận lợi, nhiều dân tộc, nhiều thành phần dân tộc đem đến cho chúng ta cái sự đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán. Các dân tộc đoàn kết, phát huy sức mạnh, phát triển về kinh tế. Vậy khó khăn là gì? Đó chính là sự bất đồng ngôn ngữ, sự chênh lệch về mức sống, điều kiện sống và dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng. Có một số câu hỏi trắc nghiệm, người ta cũng hỏi là sự phân bố của các dân tộc ở nước ta thì các em cũng cần phải nắm được xem là dân tộc
một số dân tộc thiểu số thì phân bố ở những khu vực nào. Thì ở trên đây các em có thể quan sát bản đồ về các dân tộc Việt Nam và thấy được là ví dụ như là dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường thì phân bố ở đâu? Các em có thể thấy ví dụ như là Tày, Nùng, Thái, Mường phân bố ở các khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Trung Du ở miền núi phía Bắc. Và ví dụ như là dân tộc Chăm thì phân bố ở Đông Nam Bộ, ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Hay ở Tây Nguyên thì chúng ta thấy là có các dân tộc, ví dụ như là ở Tây Nguyên này, có các dân tộc như là Gia Lai và Ê Đê. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, đó là dân số tăng nhanh và cơ cấu dân số thay đổi. Thứ nhất là dân số tăng nhanh, các em có thể quan sát trên đây là biểu đồ về biến động dân số của nước ta qua các năm. Từ năm 1954 đến năm 2019, chúng ta thấy dân số có sự biến động như thế nào. Năm 1954, dân số của nước ta là 23,8 triệu người. Đến năm 1999 là 76,3 triệu người. Và đến năm 2009, 86 triệu người. Và đến nay, số liệu mới nhất là năm 2019, dân số nước ta là 96,2 triệu người. Như vậy, qua số liệu này, chúng ta có thể thấy được dân số của nước ta tăng nhanh vào nửa cuối thế kỷ 20 và dẫn đến cái hiện tượng đó là bùng nổ dân số. Tiếp theo về tỷ lệ gia tăng tự nhiên, chúng ta có thể thấy được tỷ lệ gia tăng tự nhiên có sự thay đổi qua các giai đoạn. Thứ nhất, đó là giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1960 thì tỷ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta là đạt 3,93%. Như vậy là chúng ta thấy đã đạt đến mức bùng nổ, trên mức bùng nổ. Và tiếp tục những giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1979 là chưa có một cái giai đoạn nào mà nước ta cái tỷ lệ gia tăng tự nhiên lại dưới 2%. Bắt đầu từ năm 1999 và đến giai đoạn hiện nay thì tỷ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã có xu hướng là giảm. Và chúng ta có thể thấy là đến năm 2019, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta còn 1,03%. Như vậy, chúng ta thấy rằng hiện nay tốc độ gia tăng đã chậm lại. Vậy thì nguyên nhân khiến cho tỷ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta giảm đó chính là do nước ta đã thực hiện tốt cái chính sách kế hóa gia đình. Thế cho nên mức gia tăng đã giảm nhưng vẫn còn chậm so với thế giới và hiện nay thì mức gia tăng của nước ta so với thế giới vẫn còn cao. Và mỗi năm thì dân số nước ta tăng lên khoảng 1 triệu người. Vậy thì dân số đông gây nên sức ép lên những vấn đề gì? Các em có thể quan sát trên đây là sơ đồ về sức ép dân số lên các vấn đề, ví dụ như vấn đề về tài nguyên và môi trường. Các em có thể thấy dân số đông khiến cho tài nguyên môi trường bị suy giảm, ô nhiễm, không đảm bảo sự phát triển bền vững. Sức ép thứ hai là lên vấn đề kinh tế, đó là làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thứ ba là chất lượng cuộc sống. Dân số đông chúng ta thấy là khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân chậm được nâng cao, được cải thiện và tỷ lệ thiếu việc làm, thất nghiệp còn lớn. Tiếp theo chúng ta sang phần B, cơ cấu dân số. Sở dĩ cô để cơ cấu dân số bởi vì trong sách giáo khoa để là cơ cấu dân số trẻ. Ở đây chúng ta thấy là cơ cấu dân số sẽ có sự thay đổi theo các giai đoạn. Vì thế mà chúng ta sẽ từng giai đoạn khác nhau sẽ có cơ cấu thay đổi khác nhau. Ở đây cô lấy số liệu bảng số liệu mới là cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta từ giai đoạn năm 1999 đến năm 2016. Qua bảng số liệu này, các em có thể thấy giai đoạn độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi đang có xu hướng giảm tỷ trọng từ 33,5 xuống còn 24,4%. Và độ tuổi thứ hai là từ 15 tuổi đến 59 tuổi đang có xu hướng là tăng tỷ trọng từ 58,4% lên 66,1%. Từ 60 tuổi trở lên đang có xu hướng tăng tỷ trọng, đó là từ 8,1 lên 9,5%. Như vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận, đó là cơ cấu dân số thuộc loại trẻ song đang có sự thay đổi theo hướng già hóa. Và hiện nay thì tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và dưới độ tuổi lao động của nước ta cao. Và hiện nay thì cơ cấu dân số của nước ta là cơ cấu dân số vàng. Vậy thế nào là cơ cấu dân số vàng? Chúng ta thấy rằng cái độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi, đây là cái độ tuổi trong độ tuổi lao động ở nước ta là chiếm đến 66,1%. Đây chính là cái lực lượng lao động chính. Và nếu
có thể khai thác tốt thì đây chính là cái nguồn động lực để cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì thế đây chính là cái cơ cấu dân số vàng. Chúng ta sang một đặc điểm tiếp theo trong đặc điểm phân bố dân cư của nước ta, đó chính là phân bố dân cư chưa hợp lý. Các em có thể dở atlas, trang bản đồ phân bố dân cư thì chúng ta có thể thấy được là cái sự phân bố của dân cư của nước ta như thế nào. Trước hết, chúng ta cần phải biết mật độ dân số của nước ta năm 2014 là 274 người trên km vuông. Và mật độ dân số của nước ta, các em có thể xem quan sát ở trên đây, chính là bản đồ. Và chúng ta chú ý đến phần bảng chú giải. Thứ nhất, cái khoảng màu vàng nhạt chính là dưới 50 người trên km vuông. Mật độ dân số là dưới 50 người trên km vuông. Thứ hai, màu càng đậm thì mật độ dân số càng cao. Và cao nhất là màu đỏ, trên 1.000 người trên km vuông. Và như vậy chúng ta thấy rằng dân số của nước ta có sự phân bố không đều trên cả nước. Vậy thì phân bố không đều giữa khu vực nào với khu vực nào thì các em có thể thấy được. Thứ nhất, đó là sự phân bố không đều giữa đồng bằng với trung du miền núi. Đây là biểu đồ về cơ cấu dân số của đồng bằng và trung du miền núi năm 2005. Qua biểu đồ này, các em có thể thấy khu vực đồng bằng dân số chiếm đến 75%. Mặc dù khu vực đồng bằng chỉ có 1/4 diện tích nhưng mà chiếm đến 75% dân số. Và khu vực miền núi chiếm 3/4 diện tích nhưng mà chỉ có 25% dân cư tập trung. Như vậy, chúng ta có thể thấy là đồng bằng có mật độ dân số cao, còn khu vực vùng núi trung du mật độ thấp hơn nhiều so với đồng bằng. Và có một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý, đó là ở khu vực đồng bằng có một số những cái đặc điểm, đó là gần vị trí, gần những cái đường biên giới của một số quốc gia. Và thứ hai là khu vực miền núi thì thường là có nhiều tài nguyên thiên nhiên tập trung, tài nguyên khoáng sản tập trung. Đây là bảng số liệu về mật độ dân số một số vùng năm 2014. Thì chúng ta có thể thấy được là có sự phân bố khác nhau giữa các vùng. Thứ nhất, vùng có mật độ dân số nhiều nhất là đồng bằng sông Hồng, là 1.304 người trên km vuông. Ngược lại, vùng có mật độ dân số thấp nhất đó là Tây Nguyên, có mật độ là 101 người trên km vuông. Như vậy, chúng ta thấy giữa các vùng khác nhau là có sự phân bố mật độ dân cư khác nhau. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng trên cùng một dạng địa hình, song giữa các vùng khác nhau cũng có sự khác nhau. Vậy thì cô lấy ví dụ, trên cùng một dạng địa hình cũng có sự phân bố về mật độ dân cư khác nhau, như đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta thấy cùng đều là đồng bằng, nhưng đồng bằng sông Hồng có mật độ là 1.304 người trên km vuông, trong khi đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 432 người trên km vuông. Như vậy là riêng đồng bằng sông Hồng đã gấp khoảng 3 lần đồng bằng sông Cửu Long về mật độ dân số. Tiếp theo, chúng ta sang phần B nhỏ, phân bố dân cư chưa hợp lý giữa thành thị và nông thôn. Đây là biểu đồ về cơ cấu phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn. Các em quan sát bảng số liệu và nhận xét xem là từ năm 1990 đến năm 2014 thì dân cư thành thị và nông thôn của nước ta có xu hướng như thế nào. Năm 90, dân cư thành thị có xu hướng tăng từ 19,5 lên 33,1%. Dân cư nông thôn có xu hướng giảm từ 80,5 lên tự xuống còn 66,9%. Như vậy, chúng ta thấy rằng tỷ trọng dân cư nông thôn cao nhưng đang có xu hướng giảm và tỷ trọng dân thành thị thấp và đang có xu hướng tăng. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Đó chính là do quá trình đô thị hóa, mở rộng địa giới hành chính đô thị và di dân từ nông thôn lên thành thị tăng. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy qua cái số liệu này thì dân cư ở nước ta chủ yếu là vẫn tập trung ở nông thôn, chiếm đến 66,9% năm 2014. Vậy thì các em có thể giải thích nguyên nhân và cho biết là sự phân bố dân cư không đều đã gây hậu quả gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho dân cư phân bố không đều? Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là do điều kiện tự nhiên. Chúng ta biết rằng tại sao đồng bằng lại tập trung dân cư nhiều hơn? Bởi vì là do điều kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên ở đây bao gồm các yếu tố như là vị trí,
vị trí địa lý, đất, nước, khí hậu, nguồn nước. Thì chúng ta thấy rằng là đồng bằng có cái vị trí và địa hình thuận lợi cho nên là sẽ thu hút dân cư hơn. Thứ hai là do lịch sử khai thác lãnh thổ. Càng những vùng và có lịch sử khai thác lâu đời thì dân cư càng tập trung đông hơn, ví dụ như là các đồng bằng, và đặc biệt ở đây là đồng bằng sông Hồng. Thứ ba là do trình độ phát triển kinh tế xã hội. Những khu vực mà có trình độ phát triển kinh tế xã hội và dẫn đầu cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chúng ta thấy là sẽ thu hút được dân cư hơn và sẽ có tập trung nhiều các khu công nghiệp, ngành công nghiệp hơn, thu hút được dân cư nhiều lao động hơn. Vậy thì hậu quả của sự phân bố dân cư không đều là như thế nào? Chúng ta thấy rằng sự phân bố dân cư không đều sẽ gây nên cái hậu quả đó chính là sử dụng lao động không hợp lý, lãng phí, nơi thừa lao động, nơi thiếu lao động. Và hậu quả thứ hai đó là việc khai thác tài nguyên ở miền núi, trung du do ít lao động nên rất khó khăn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể phân bố dân cư hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta? Thì cô và các em sẽ sang phần 4 nhỏ, đó là các chính sách phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta. Vậy thì cái chính sách đầu tiên hay là cái giải pháp đầu tiên đó chính là phải thực hiện kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta thấy rằng đã có rất nhiều những cái chính sách hay là những cái khẩu hiệu tuyên truyền để thực hiện cái chính sách kế hoạch hóa gia đình ở nước ta. Cái giải pháp thứ hai hay là chính sách thứ hai đó là phải xây dựng những cái chính sách chuyển cư phù hợp để thúc đẩy dân cư, phân bố dân cư lao động giữa các vùng. Ví dụ như là thúc đẩy dân cư từ đồng bằng lên miền núi với các chính sách ưu đãi. Giải pháp tiếp theo đó là xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. Một cái chính sách nữa đó là đẩy mạnh đào tạo và xuất khẩu lao động. Hiện nay thì nước ta đã phải mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước, ví dụ như là Đài Loan, này, Singapore, một số nước châu Á, hay là hiện nay thì mở rộng sang một số những cái thị trường nước ngoài, châu Âu, ví dụ như là Anh, Pháp. Ngoài ra thì còn cần phải đổi mới phương thức lao động, đào tạo lao động. Cái phương án tiếp theo đó là phải đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du miền núi, các vùng nông thôn để khai thác tốt nguồn tài nguyên và lao động của đất nước. Như vậy, trong cái nội dung về đặc điểm dân số và phân bố dân cư, chúng ta cần phải nắm được có 4 đặc điểm. Thứ nhất, đó là đông dân, có nhiều thành phần dân tộc. Thứ hai là dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số thay đổi. Thứ ba là phân bố dân cư chưa hợp lý và chúng ta cần phải có những cái chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta. Vậy thì có gì chưa hiểu thì các em có thể là đặt câu hỏi trên trang fanpage. Dạ vâng ạ, ở trên fanpage của VTVK và trên fanpage của OnEdu thì em đã tổng hợp được một số câu hỏi mà các bạn rất là muốn cô Quỳnh của chúng ta giải đáp ạ. Câu đầu tiên của bạn Mai ạ, bạn có hỏi cô là thưa cô, tại sao tỷ lệ gia tăng dân số giảm mà quy mô dân số lại tăng ạ? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Chúng ta thấy rằng hiện nay tỷ lệ gia tăng dân số giảm nhưng mà dân số của nước ta vẫn đang có xu hướng tăng. Bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta thấy rằng quy mô dân số của nước ta là một dân số đông, có quy mô dân số cao. Mà đặc biệt hiện nay thì số người trong độ tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ cao. Và một cái lý do nữa, đặc biệt nữa, đó là cái tỷ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta giảm nhưng mà so với thế giới thì vẫn còn cao. Và cái tỷ lệ gia tăng này vẫn còn chậm so với thế giới. Vì thế mà chúng ta thấy mặc dù tỷ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng mà cái quy mô dân số của nước ta vẫn là tăng lên. Vâng, vậy theo cô Quỳnh thì cơ cấu dân số của nước ta đang là trẻ hay là già nhiều hơn ạ? Cơ cấu dân số của nước ta như cô vừa mới nói đó là đang có xu hướng già hóa. Và hiện nay là cơ cấu dân số của ta là cơ cấu dân số vàng đấy. Vâng ạ, em rất là cảm ơn cô Quỳnh. Và có câu hỏi tiếp của bạn Tùng ạ. Bạn có hỏi cô một câu hỏi như này ạ. Thưa cô có thể giải thích giúp em rõ hơn bùng nổ dân số là gì không ạ? Bùng nổ dân số tức là dân số tăng nhanh và trong một cái giai đoạn ngắn. Dân số tăng rất nhanh trong một cái giai đoạn ngắn. Và chính vì cái sự gia tăng dân số nhanh như vậy mà dẫn đến cái nhiều cái mặt tiêu cực của xã hội. Và các em có biết là cái
tỷ lệ gia tăng tự nhiên bắt đầu là từ bao nhiêu thì trở nên bùng nổ không? Đó là từ 2,1% là chúng ta bắt đầu bùng nổ dân số. Mà Việt Nam của chúng ta là giai đoạn năm 60 là đạt đến 3,93%. Như vậy là trên vượt mức bùng nổ trung bình của thế giới. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì em thấy có một câu hỏi của bạn Ngọc như sau ạ. Thưa cô, tại sao dân cư ở đồng bằng sông Hồng lại tập trung nhiều hơn ở đồng bằng sông Cửu Long ạ? Như vừa nãy cô cũng đã nói một số cái nguyên nhân mà dân cư tập trung đông. Thì ví dụ như là đồng bằng chẳng hạn, và đặc biệt ở đây là đồng bằng sông Hồng. Tại sao đồng bằng sông Hồng lại có dân cư tập trung đông hơn ở đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù cùng là dạng địa hình, cùng là đồng bằng? Đó chính là do điều về do lịch sử khai thác lãnh thổ. Chúng ta biết là đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ từ rất là lâu đời rồi, từ khoảng hơn 1.000 năm. Nhưng cho nên là dân cư tập trung sẽ đông hơn. Còn đồng bằng sông Cửu Long thì lịch sử khai thác lãnh thổ chỉ có khoảng vài trăm năm. Thế cho nên là ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có dân cư, phân mật độ dân cư ít hơn là so với đồng bằng sông Hồng. Vâng, em cảm ơn cô Quỳnh. Trên fanpage của VTVCAP và trên fanpage của OnEdu thì em thấy là ngoài những câu hỏi về bài tập, bài học ra thì có rất là nhiều những comment các bạn khen cô là xinh này, giảng bài rất là dễ hiểu này. Và các bạn ơi, các bạn nếu mà thấy cô Quỳnh của chúng ta giảng bài dễ hiểu thì các bạn hãy like và share bài giảng về trang cá nhân của mình để tất cả các bạn cùng trang lứa với chúng ta cùng học được nhé. Và nếu như các bạn có những câu hỏi hay những thắc mắc nào thì hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage VTVCAP và trên fanpage của OnEdu nhé. Còn bây giờ thì em sẽ mời cô, chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học thôi ạ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung lớn, đó là về đặc điểm dân số và phân bố dân cư. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một nội dung thứ hai, đó là lao động và việc làm. Trong vấn đề lao động và việc làm, các em có thể có 3 nội dung các em cần phải tìm hiểu. Nội dung thứ nhất đó là nguồn lao động. Nội dung thứ hai là cơ cấu lao động. Trong cơ cấu lao động thì có cơ cấu theo các ngành kinh tế, thứ hai là cơ cấu theo thành phần kinh tế, thứ ba là theo thành thị và nông thôn. Và thứ ba, cái nội dung thứ ba trong vấn đề lao động và việc làm này, đó chính là vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Đây cũng là một cái vấn đề xã hội gay gắt. Thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu nội dung về nguồn lao động. Các em có thể quan sát, đây là biểu đồ về cơ cấu nguồn lao động của Việt Nam năm 2014. Và các em có thể nhận xét cho cô về số lượng và chất lượng nguồn lao động của nước ta. Thứ nhất là về số lượng. Biểu đồ này cho thấy, thứ nhất, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 48,1 triệu người, chiếm đến 52,7%. Như vậy là dân số về lao động của nước ta dồi dào và tăng nhanh. Thứ hai là mỗi năm, dân số của nước ta là có thêm khoảng 1 triệu lao động. Vậy thì chúng ta ở đây có thể hiểu dân số hoạt động kinh tế là như thế nào? Dân số hoạt động kinh tế ở đây chính là cái lực lượng lao động của nước ta. Và đây chính là cái nguồn mà chính để tạo ra cái khối lượng của cái vật chất lớn cho xã hội để phát triển đất nước. Vậy thì lao động của nước ta có ưu điểm như thế nào? Lao động của nước ta thì có tính cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống dân tộc. Và chất lượng lao động thì ngày càng cao nhờ những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục và y tế. Vậy thì chất lượng lao động chúng ta thấy là có xu hướng thay đổi như thế nào? Các em có thể quan sát, đây là bảng số liệu về cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn giai đoạn 1996 và 2014. Thứ nhất, đã qua đào tạo, chất lượng đã qua đào tạo chúng ta thấy là có xu hướng tăng từ 12,3 lên 18,6%. Trong đó, chứng chỉ nghề sơ cấp, trung học chuyên nghiệp có xu hướng giảm. Riêng đại học và cao đẳng trở lên thì chúng ta thấy là có xu hướng tăng từ 2,3 lên 10%. Và chưa qua đào tạo có xu hướng là giảm từ 87,7% xuống còn 81,4%. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái lực lượng lao động của nước ta, cái lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật hiện nay đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là đã qua đào tạo và cái đặc biệt là cao đẳng đại học trở lên. Nhưng mà chúng ta thấy một cái hạn chế, đó là lực lượng lao động có trình độ cao vẫn còn ít, chưa qua đào tạo chiếm đến 81,4%. Và một cái hạn chế nữa, đó chính là cái thể lực và trình độ vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là về cơ cấu lao động. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế.
Các em có thể quan sát trên đây là bảng số liệu về cơ cấu lao động, có việc làm, phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000-2016. Thứ nhất, đó là về ngành nông lâm ngư nghiệp. Em có thể thấy là ngành nông lâm ngư nghiệp đang có xu hướng giảm từ 65,1 xuống còn 46% về cơ cấu lao động, 46,7%. Thứ hai là ngành công nghiệp xây dựng thì cơ cấu lao động đang có xu hướng tăng lên từ 13,1 lên 21,2%. Về dịch vụ có sự thay đổi tăng lên, đó là từ 21,8 lên 32,1% về cơ cấu lao động. Như vậy, chúng ta có thể kết luận là cơ cấu lao động có sự thay đổi, tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm nhưng vẫn còn cao, khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ thì tăng lên. Và cái quá trình sự thay đổi như thế này thì rất phù hợp với quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế. Vậy thì theo thành phần kinh tế chúng ta có những sự thay đổi như thế nào? Theo thành phần kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, từ năm 2000 đến năm 2014 thì chúng ta có thể thấy là thành phần kinh tế nhà nước có xu hướng tăng lên từ năm 93, từ 9,3 lên 10,4% từ năm 2000 đến 2014. Thứ hai là khu vực ngoài nhà nước có xu hướng giảm từ 90,1 xuống còn 85,7%. Thứ ba là lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên và có xu hướng là tăng khá nhanh từ 0,6 lên 3,9%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy qua cái bảng số liệu này thì cao nhất vẫn là cái thành phần kinh tế ngoài nhà nước, chiếm đến 85,7% năm 2014. Và cái quá trình, cái sự thay đổi chuyển dịch cơ cấu này là phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta sang một cái chuyển dịch thứ ba, đó là chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Ở đây các em có thể quan sát bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn năm 96 và năm 2014. Năm 96, lao động ở nông thôn có xu hướng giảm từ 79,9 sang năm 14 là 69,3%. Ở thành thị có xu hướng tăng lên từ 20,1 lên 30,7%. Như vậy, chúng ta có thể kết luận là tỷ lệ lao động ở nông thôn giảm và lao động ở thành thị tăng. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Đây chính là do kết quả của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Tuy nhiên, lao động nước ta chủ yếu vẫn ở nông thôn, chiếm đến 69,3% năm 2014. Và chúng ta có một cái kết luận chung, đó là nhìn chung cơ cấu lao động của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, với ba cái sự chuyển dịch của cơ cấu theo ngành kinh tế, theo thành phần kinh tế và theo thành thị và nông thôn. Và kết quả đem lại đó chính là năng suất lao động xã hội thì ngày càng tăng lên. Vậy thì chúng ta cần phải có những cái vấn đề gì để giải quyết vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm? Thì thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện trạng việc làm hiện nay. Việc làm hiện nay đang là một vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta. Và tại sao việc làm là một vấn đề kinh tế xã hội lớn và là một vấn đề gay gắt hiện nay? Chúng ta biết rằng là lao động của nước ta hiện nay rất đông và đang ngày càng tăng. Hiện nay mỗi năm thì nước ta bổ sung khoảng hơn 1 triệu lao động. Mặc dù là đã giải quyết được gần 1 triệu lao động việc làm cho người lao động bằng các thành phần kinh tế và bằng các ngành kinh tế. Thế nhưng mà cái vấn đề việc làm vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cho nên là cái tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm vẫn còn rất là nhiều. Vì thế mà cái vấn đề việc làm vẫn còn là vấn đề gay gắt. Các em có thể quan sát đây là bảng số liệu về tình trạng lao động thất nghiệp thiếu việc làm ở nước ta năm 2005. Ở cả nước thì tình trạng thất nghiệp là chiếm 2,1%, trong đó thành thị là 5,3%, nông thôn là 1,1%. Và tình trạng thiếu việc làm của cả nước là chiếm đến 8,1%, trong đó thì nông thôn là 4,5%, thành thị là 4,5% và nông thôn là 9,3%. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để giải quyết cái vấn đề việc làm gay gắt hiện nay? Cái phương hướng thứ nhất, đó là chúng ta cần phải phân bố lại dân cư và nguồn lao động. Ví dụ như là phân bố dân cư từ đồng bằng lên miền núi.
bằng các chính sách thu hút. Thứ hai, đó là phải thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, ví dụ như là bằng các hoạt động tuyên truyền chẳng hạn, và hoặc là bằng những khẩu hiệu để thực hiện cái kế hoạch hóa gia đình. Thứ ba là thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất. Thứ tư, cái phương án thứ tư để giải quyết việc làm ở nước ta đó là phải đẩy mạnh xuất khẩu. Như cô đã nói là cần phải đẩy mạnh xuất khẩu không những chỉ trong cái khu vực châu Á, mà chúng ta hiện nay còn mở rộng sang thị trường các nước châu Âu. Thứ năm, đó là đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Thứ sáu là cần phải tăng cường hợp tác với nước ngoài. Và chúng ta thấy cần phải chú ý đó là phải thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, mở rộng các loại hình đào tạo, các cấp, các ngành nghề. Đây là cái vấn đề quan trọng trong việc thực hiện cái phương án mà giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta. Như vậy, trong vấn đề lao động và việc làm, chúng ta cần phải nắm được 3 cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là nguồn lao động, nội dung thứ hai là cơ cấu lao động và nội dung thứ ba là vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Như vậy, bài ngày hôm nay cô đã có phổ biến cho chúng ta 2 nội dung, đó là đặc điểm dân số và phân bố dân cư, và nội dung thứ hai là vấn đề lao động và việc làm. Thế trong vấn đề lao động và việc làm thì các em có gì cần thắc mắc? Dạ vâng ạ, em ở trên fanpage VTVK và trên fanpage Onedu thì em thấy có bạn Trung ạ, bạn có hỏi cô câu hỏi như này ạ. Thưa cô, trong các phương hướng giải quyết việc làm thì phương hướng nào là khả quan nhất ạ? Như cái phương hướng mà cô vừa mới nói là có 6 phương hướng, đúng không? Vậy thì cái phương hướng mà chúng ta cần phải đa dạng hóa các ngành nghề, các hoạt động kinh tế chính là cái phương hướng mà nó lâu dài và đem lại cái hiệu quả nhất. Bởi vì chúng ta chỉ có phát triển các ngành nghề, các ngành kinh tế thì mới có thể là tạo ra việc làm cho người lao động, giảm cái tình trạng là thiếu việc làm và thất nghiệp. Dạ vâng ạ. Vậy thì theo cô, hiện nay ở nước ta có những công ty nào có vốn đầu tư nước ngoài ạ? Nước ta thì chúng ta thấy là có rất nhiều các công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, đúng không? Nhưng mà trong đó thì cô sẽ kể tên 5 cái công ty lớn nhất. Đó là thứ nhất, đó là công ty Samsung, được vào nước ta là năm 2009. Thứ hai, đó là công ty Honda. Thứ ba là công ty Toyota. Đây là cái doanh nghiệp mà sản xuất ô tô lớn nhất vào nước ta đầu tiên đấy. Thứ tư, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Canon. Thứ năm là công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever. Đây là cái công ty đa quốc gia của Anh và Hà Lan, đúng không ạ? Đây là cái công ty trách nhiệm đa quốc gia và sản xuất rất nhiều các mặt hàng phục vụ cho cái đời sống của con người. Ví dụ như là các sản phẩm nào nhỉ? Theo em được biết là đô. Sun Seal có phải không ạ? Rồi, hoặc là Clear. Đúng đấy, rồi. Những cái vật dụng, những cái sản phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày, cá nhân hàng ngày đấy, ví dụ Omo đấy. Lifebuoy có phải không ạ? Cũng là thuộc về cái sản phẩm của rất nhiều, em thấy rất là nhiều sản phẩm. Rất là nhiều sản phẩm đấy. Và chúng ta nhìn thấy rất là quen trong cuộc sống hàng ngày. Vâng ạ, và trên fanpage thì em thấy có câu hỏi của bạn Trình ạ. Bạn có hỏi cô câu hỏi như này ạ. Quá trình phân công lao động xã hội nước ta chậm chuyển biến, lý do đó là gì ạ? Cái quá trình phân công lao động chậm chuyển biến chính là do là cái nguồn lao động của cái trình độ lao động của nước ta vẫn còn so với các nước vẫn còn là thấp, chưa cao. Đúng rồi. Chưa cao. Cho nên là cái chuyển biến lao động của nước ta vẫn còn hạn chế. Dạ vâng ạ. Vậy thì qua bài ngày hôm nay cô có thể cho các bạn thêm những cái bài tập để các bạn luyện tập hơn nhiều để hiểu rõ bài hơn không? Sau đây thì cô sẽ có một số những cái câu hỏi ôn tập để các em có thể nắm được rõ hơn. Câu hỏi số 1. Đó là hiện tại cơ cấu dân số nước ta đang có đặc điểm gì? A là cơ cấu dân số trẻ. B đang biến đổi nhanh theo hướng già hóa. C đang biến đổi chậm theo hướng già hóa. D là cơ cấu dân số già. Thì cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ chọn đáp án B, đó là đang biến đổi nhanh theo hướng xu hướng là già hóa. Câu 2. Hiện tại nước ta đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Điều đó có nghĩa là A, số trẻ sơ sinh chiếm hơn 2/3 dân số. B, số người ở trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi chiếm hơn 2/3 dân số. C, số người ở độ tuổi 15 đến 59 chiếm hơn 2/3 dân số. D, số người ở độ tuổi 60 tuổi trở lên chiếm hơn 2/3 dân số. Vậy thì như vừa nãy cô đã nói là cái độ tuổi cơ cấu dân số vàng ở đây chính là độ
số người ở độ tuổi 15 đến 59 chiếm hơn 2/3 dân số. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án C. Câu 3. Thời gian qua, mức gia tăng dân số nước ta giảm là do A nhỏ, quy mô dân số giảm, B, dân số có xu hướng già hóa, C, kết quả của chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, D, tỷ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ giảm. Như vậy, mức gia tăng dân số giảm của nước ta hiện nay là chính là do kết quả của các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình mà chúng ta đã thực hiện rất tốt trong thời gian vừa qua. Câu số 4. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là A, đồng bằng sông Hồng, B, đồng bằng sông Cửu Long, C, duyên hải Nam Trung Bộ, D, Đông Nam Bộ. Riêng câu này chúng ta có thể là biết ngay kết quả, đó chính là đồng bằng sông Hồng. Câu 5. Sự phân bố dân cư chưa hợp lý làm ảnh hưởng rất lớn đến A, việc sử dụng lao động, B, mức gia tăng dân số, C, tốc độ đô thị hóa, D, quy mô dân số của đất nước. Vậy thì sự phân bố dân cư chưa hợp lý ảnh hưởng lớn nhất đó là đến việc sử dụng lao động. Câu 6. Mặt hạn chế lớn nhất về chất lượng nguồn lao động nước ta. A. Số lượng quá đông. B. Lao động có trình độ cao và công nhân lành nghề còn thiếu. C. Tỷ lệ người biết chữ không cao. D. Lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn. Vậy thì mặt hạn chế lớn nhất của nguồn lao động của nước ta là gì? Đó chính là lao động có trình độ cao và công nhân lành nghề vẫn còn thiếu. Câu 7. Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta? A. Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh. B. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề còn thiếu nhiều. C. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên. D. Lực lượng lao động có trình độ cao, đông đảo. Vậy thì nhận định nào đúng với lao động của nước ta? Đó chính là chất lượng lao động ngày càng được nâng lên. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu 8. Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng A. Tăng tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ. B. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, giảm khu vực nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ. C. Giảm tỷ trọng khu vực dịch vụ, tăng tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp và khu vực công nghiệp xây dựng. D. Giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Đáp án này, đối với cái đáp án này thì chúng ta cần phải đọc kỹ và đặc biệt là quan sát bảng số liệu để chúng ta có thể nhận định được là đâu là đáp án đúng. Và đối với cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta thì chúng ta thấy rằng cơ cấu lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng là giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Câu 9. Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên, chủ yếu là do A. Các thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. B. Học hỏi quá trình tăng cường xuất khẩu lao động. C. Đời sống vật chất của người lao động tăng. D. Xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế. Vậy thì chất lượng lao động của nước ta ngày càng được nâng lên, nguyên nhân chủ yếu đó là do các thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Câu 10. Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là A. Đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn lao động. B. Phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. C. Phân bố lại lao động trong phạm vi cả nước. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Vậy thì biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp của nước ta đó chính là phương án A. Như cô vừa nãy có bạn đã hỏi đấy. Đó chính là đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Câu 11. Ý nào đúng nhất khi nói về nguyên nhân thay đổi cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế nước ta? A. Kết quả quá trình phát triển nền kinh tế thị trường. B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ngày càng hợp lý. C. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nước ta. D. Kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vậy thì ý nào đúng nhất? Chúng ta thấy rằng hiện nay thì nguyên nhân thay đổi cơ cấu lao động của các ngành kinh tế của nước ta đó chính là do kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu hỏi tiếp theo. Năng suất lao động của nước ta hiện nay thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Nguyên nhân là A. Trình độ khoa học kỹ thuật và chất lượng lao động thấp. B. Phân bố lao động trong phạm vi cả nước còn bất hợp lý. C. Phân công lao động xã hội theo ngành còn chậm chuyển biến. D. Trình độ đô thị hóa thấp. Như vậy, tại sao năng suất lao động của nước ta vẫn còn là thuộc nhóm thấp nhất thế giới? Vậy thì nguyên nhân đó chính là do trình độ khoa học kỹ thuật và chất lượng lao động của nước ta vẫn còn thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu so với thế giới. Câu hỏi tiếp theo. Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là A. Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nông thôn. B. Phân bố lại lao động trong phạm vi cả nước. C. Xuất khẩu lao động. D. Một số nhà máy từ thành thị về nông thôn. Vậy thì cái phương án mà giảm bớt tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn ở nước ta hiện nay đó chính là đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn. Có lấy ví dụ như là có thể phát triển các ngành nghề thủ công chẳng hạn, như là mây che đan này, rồi là các hoạt động thủ công nghiệp chẳng hạn, thì có những cái ngành nghề này sẽ thu hút và có thể là giải quyết việc làm rất nhiều cho người lao động ở nông thôn. Câu 14. Mỗi năm thì nguồn lao động nước ta tăng thêm. Câu này là quá dễ rồi, đúng không? Câu này thì chúng ta đã vừa trong cái nội dung học mà vừa nãy, đó là A. Khoảng 1 triệu lao động. Như vậy là mỗi năm nguồn lao động của nước ta tăng thêm là 1 triệu lao động. Còn các phương án 2 triệu lao động, 3 triệu lao động hay 4 triệu lao động thì đều không phải là cái phương án chính xác. Khoảng 1 triệu lao động. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải nắm được hai cái nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là sự phân bố dân cư. Chúng ta cần phải nắm được là các đặc điểm dân cư và sự phân bố. Phân bố ở đây chưa hợp lý giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng đồng bằng với miền núi. Cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó chính là về nguồn lao động. Nguồn lao động của nước ta thì đông và hiện nay chúng ta cần phải có những cái phương hướng giải quyết việc làm như thế nào. Và có 6 phương hướng đấy thì các em cũng cần phải nắm được những cái phương hướng giải quyết việc làm. Và chú ý trong khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thì các em cần phải đọc kỹ câu hỏi và phải chú ý xem là cái giai đoạn nào. Vâng ạ, ở trên fanpage của VTV Cap thì em thấy có bạn Tú ạ, bạn có hỏi cô một câu hỏi liên quan đến đề thi như này ạ. Thưa cô, tỷ lệ phân bố điểm của đề thi năm nay như thế nào và 7 vùng kinh tế chiếm bao nhiêu điểm trong đề thi ạ? Về đề thi thì chúng ta thấy là đề bộ đã có những cái câu hỏi để chúng ta có thể biết được. Thế bây giờ là cái phân bố như bạn đã hỏi là 7 vùng. Đúng rồi. Trong câu hỏi là có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Thì người ta sẽ chia ra thành mỗi một cái vùng, mỗi một phần sẽ là những cái ví dụ như 7 vùng câu hỏi sẽ là chiếm đến khoảng 20-30%. Và hiện nay thì cái khối thi tốt nghiệp thì sẽ là có cả 11 và 12. Thì chúng ta năm nay thì là sẽ chú trọng đến khối 12 nhiều. Em rất là cảm ơn cô Quỳnh ngày hôm nay đã cho các bạn nạp thêm rất là nhiều kiến thức về phần địa lý dân cư Việt Nam. Và các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau trong 5 khung giờ chính 8 giờ, 9 giờ, 14 giờ, 15 giờ và 16 giờ hàng ngày trên các kênh VTV Cap 7 và VTV Cap 22. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các em nhé.